Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày tháng 3, diện mạo của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lại được tô thắm bởi sắc đỏ của cây hoa gạo cổ thụ, cạnh công trình kiến trúc mang phong cách Đông Dương có màu vàng hoài cổ với cái tên gần gũi, nhà Bác Cổ. Trong không gian đó, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tạo nên miền quê xưa với cổng làng, quán nước, quang gánh, xích đu tre để các du khách có những trải nghiệm sâu sắc, thư giãn thông qua các trò chơi dân gian, lưu lại khoảnh khắc thân thương rực rỡ với hoa gạo. Là cái hình ảnh hoa gạo khi mà bắt đầu nở thì báo hiệu một cái mùa hè tới, và đó là cái dấu ấn mà chúng ta thấy rất quen thuộc ở các làng quê Việt Nam. Thì cái tour Bắc Cổ mùa hoa gạo này cũng là để tìm hiểu về kiến trúc của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và kết nối du khách từ những hiện vật, mà những hiện vật đó cũng là những cái gợi lại cho chúng ta những hình ảnh về làng quê, những hiện vật được lưu giữ trong những cái ngôi đình hay là cũng liên quan đến những ngôi chùa làng. Đấy, và những cái thông tin từ những hiện vật cũng chủ yếu gợi lại cho chúng ta nhớ về những làng quê, làng xã Việt Nam. Đặc biệt với tour Bắc Cổ mùa hoa gạo, du khách còn được tìm hiểu và truyền cảm hứng từ nghệ thuật điêu khắc của những bảo vật Phật giáo vô giá đang được lưu giữ tại đây, như chung chùa Vân Bản, cây hương đá chùa Tứ Kỳ, cây cầu đá, tất cả tạo nên chuyến tham quan trọn vẹn cảm xúc và ý nghĩa. Mình không thể nghĩ được rằng là ở giữa thành phố nhộn nhịp thế này lại có một làng quê ở trong cái thành phố đấy, và mình có thể chụp ảnh được với rất nhiều hoa gạo, có những phong cảnh ở làng quê ở đây thấy rất bình dị. Và hơn nữa thì mình còn được biết rất nhiều về Phật giáo, về cây hương mà chị hướng dẫn viên đã hướng dẫn ở đây, và mình học được thêm rất nhiều điều về văn hóa của Việt Nam nữa. Hưởng ứng tháng mở cửa kích cầu du lịch của chính phủ, đồng thời để khách tham quan tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hoa gạo chỉ nở trong 2 đến 3 tuần, tour Bắc Cổ mùa hoa gạo đang giảm giá 50% trong tháng 3. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam hy vọng tour sẽ rực cháy như đốm lửa trời, để cùng nhiều đốm lửa tại các điểm du lịch khác thắp sáng lên sự rực rỡ phát triển của du lịch nước nhà.